Tiểu sử người mẫu diễn viên Phi Linh Tỏ tình hoàn mỹ Diễn viên người mẫu Phi Linh sinh năm 2000 là nữ mẫu ảnh khá nổi tiếng và được cộng đồng mạng ưu ái với cái tên Địch Lệ nhiệt Ba, Bản Việt bởi nhan sắc ngọt ngào, sắc xảo, đặc biệt sở hữu nhiều nét giống với cô nàng, mỹ nhân Tân Cương này. Đôi mắt to, sống mũi cao, khuôn miệng xinh xắn của Phi Linh trông khá tương đồng với nữ diễn viên đình đám sư chung không chỉ xinh đẹp, phi linh còn được lòng dân mạng khi thành thạo cả tiếng anh lẫn tiếng trung. cô nàng còn xuất hiện trong một số tvc mv ca nhạc và phim ngắn như thư viện ký ức, ký gửi nỗi buồn, tìm em, đừng trốn anh được không. đến với tỏ tình hoàn mỹ, phi linh muốn được bày tỏ quan điểm về tình yêu để mọi người hiểu hơn về con người của cô. Chia sẻ về những bộ ảnh gây sốt, 10X cho biết cô nhận được khá nhiều sự yêu mến từ mọi người và có chút vui khi được so sánh với nữ diễn viên đình đám xứ chung. Thế nhưng, cô bạn vẫn hy vọng rằng mọi người sẽ nhớ đến mình với cái tên thật nhiều hơn là bản sao của một ai đó. Hiện tại Phi Linh vẫn đang nỗ lực hết mình với đam mê. Mong rằng một ngày nào đó sẽ tỏa sáng với chính cái tên của bản thân sau khi nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người mình có chút vui vì được so sánh với một nữ diễn viên nổi tiếng thế nhưng phi linh mong rằng mọi người sẽ nhớ đến mình với cái tên phi linh nhiều hơn là một bản sao của một ai đó mình vẫn đang cố gắng thể hiện hết mình và nỗ lực theo đuổi đam mê mong rằng một ngày nào đó phi linh sẽ tỏa sáng với chính cái tên này cô bộc bạch Phi Linh chia sẻ thêm, trước đây mình cũng sợ bị gọi là hot girl hay hot face gì đó. Mình mong mọi người có thể nhớ mình là Phi Linh, một đứa con gái cũng như bao người, đang cố gắng từng việc, từng việc nhỏ nhặt một. Cũng đang, không nhanh không chậm, tiến lên theo đuổi thứ mình thích, cũng chảy ra chóc vải và vấp không ít lần, cũng có những thứ mà mình sẵn sàng nhận thua, cũng thích khóc nhè, thích than thở, cũng stress. Nghĩa qua bờ đồ phai của cô nàng, nhiều người còn bất ngờ hơn với thành tích học tập đáng nể. Phi Linh từng đoạt giải nhì môn văn toàn thành phố Vinh năm 2017, Á khoa môn văn, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn. Hiện tại cô nàng đang là sinh viên năm thứ hai, ngành quan hệ quốc tế, thành thạo hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Ngoài ra, cô nàng còn có tài lẻ là chơi guita. Từ cuối năm cấp 2, cô nàng đã bén duyên với nghiệp mẫu ảnh một cách rất tình cờ. Phi Linh được bạn bè nhận xét là một cô gái hòa đồng thân thiện, thích nói chuyện và thích vui vẻ. Nếu những ai thường xuyên quan tâm đến Linh, đều sẽ thấy rằng cô nàng 10X này có phong cách rất giống với hot girl xứ Hàn. Hot girl xứ Nghệ cũng bật nghĩ về sở thích của mình. Cô cho biết cô rất thích các nhóm nhạc của Hàn Quốc. Phi Linh chọn cho mình phong cách thời trang trẻ trung, phù hợp với lúa tuổi. Bén duyên với nghề mẫu ảnh, nhờ ngoại hình thu hút, hot girl nghệ an, đã phải nỗ lực rất nhiều vì phải sống xa gia đình, tự lập với số tiền mình kiếm được và quyết tâm theo đuổi đam mê. Muốn có những thứ mình chưa từng có thì phải làm những điều mình chưa từng làm, Phi Linh chia sẻ. Cô hiện đang là một trong những gương mặt người mẫu ảnh, được nhiều cư dân mạng yêu mến. Hiện tại trên trang cá nhân instagram của Phi Linh đã thu hút hơn 65 ngàn lượt theo dõi. Với những gì Phi Linh thể hiện, cô hứa hiện sẽ là một nhân tố mang đến nhiều mới mẻ cho làng người mẫu. Phi Linh từng từ chối nam doanh nhân trên tỏ tình hoàn mỹ. Chỉ với một đoạn vlog giới thiệu ngắn nhưng ai cũng dễ dàng biết được đây là một anh chàng tài hoa, có một tâm hồn lãng mạn, không chỉ thích chụp hình, vẽ tranh, mà anh còn đam mê những môn thể thao như đá bóng, cưỡi ngựa, theo dõi những thước phim của Nam Chính, dàn sao cho rằng khá hợp với phi linh. Khi Nam Chính tiết lộ sở thích của mình là xem phim hoạt hình, anime, khiến phi linh kinh ngạc tột độ vì đó cũng là đam mê của cô. Bên cạnh đó, Phi Linh còn phát hiện ra một bức tranh ký họa phong cảnh của Nam Chính, cũng là bức tranh mà mình từng vẽ. Tiết lộ này lại một lần nữa khiến cho dàn khách mời xôn xao, vỗ tay không ngớt vì chắc đép anh chàng này tới chương trình vì cô gái này. Diện nguyên cây vép màu sữa, Nam Chính Duy Lê vừa bước ra sân khấu đã khiến dàn khách mời phải wow lên vì quá nổi bật. Nhận được tất cả 10 sự đồng ý của dàn khách mời, Duy Lê đã nhận cơ hội bước tiếp tới màn tỏ tình, khung cảnh tỏ tình vừa mở ra, dáng vẻ nam chính chăm chú ngồi viết thư trên nền nhạc Alcott, lãng mạn khiến khán giả rung động và nữ chính đã đánh cắp. Trái tim của chàng trai lãng tử này, không ai khác, chính là Phi Linh, cô gái, được cho rất hợp với Duy Lê từ lúc đầu lần đầu tiên đối diện với nam chính phi linh cho biết cô rất ấn tượng với không gian cùng giai điệu gợi nhớ tới paris mà duy lê đã chuẩn bị cô nàng cũng cho biết ước mơ từ bé của mình là một lần được tới paris nghe những bản nhạc lãng mạn và ngắm đường phố với phong cách cổ kính nghe vậy duy lê cho biết mình đã từng sống ở pháp một thời gian và cũng rất thích không khí ở đó sau một hồi trò chuyện phi linh và duy lê đã tìm được ở nhau những sự đồng điệu trong từng sở thích đã kéo gần khoảng cách của cả hai. Đang trò chuyện thì nam chính bất ngờ tiết lộ mình chỉ follow duy nhất một người con gái là cô, khiến nữ chính vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Không chỉ vẽ lên câu chuyện tình lãng mạn kéo dài 3 năm hay 50 năm cho cả hai, duy lê còn chuẩn bị cho Phi Linh một lễ cưới vô cùng lãng mạn. Cả hai sánh đôi cùng bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của dàn khách mời và hàng triệu khán giả xem chương trình. Có lẽ đây là lễ cưới trong mơ mà Duy Lê muôn ao ước, nên anh đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo. Trước sự chân thành và tình yêu mà Duy Lê dành cho mình quá lớn, Phi Linh nghẹn ngào cho hay, nếu 5 năm, 10 năm, hay 15 năm nữa, lúc đó chỉ cần một người luôn yêu thương em, luôn bên cạnh em, luôn lắng nghe em, và không bao giờ bỏ đi, kể cả lúc cãi nhau, vậy là đủ rồi. Thời khắc quyết định, Duy Lê đã tặng cho Phi Linh bó hoa hồng, có 11 đóa hoa với ý nghĩa tình yêu của anh chàng dành cho cô trước sau như một. Tới lúc này, Phi Linh đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Cô nàng giàn ruộng nước mắt và nói lời cảm ơn tới Duy Lê vì tất cả những gì anh đã chuẩn bị và vì tình cảm chân thành của anh dành cho cô. Em nghĩ thời điểm này em sẽ không thể say yes được, vừa nói cô nàng vừa trả lại bó hồng cho Duy Lê. Phi Linh bất ngờ ra về, cùng chàng hot boy đến từ Hà Nội. Lúc mới tới phim trường, vừa trông thấy một chàng trai có ngoại hình rất sáng, đang ngồi ăn bún bò, cô nàng đã để mắt ngay cái nhìn đầu tiên. Bản sao địch lệ nhiệt ba, thậm chí còn nhờ ekip, xin info cho mình, và bất ngờ chàng trai đó lại chính là Tuấn Hải. Đến thời khắc quyết định, Phi Linh cho biết sự xuất hiện của Tuấn Hải đã làm cô không thể nào ở lại chương trình được nữa, trái tim cô đã bắt đầu rung rinh trước. Anh nhưng tình cảm lại không quá mãnh liệt để tự tin nắm tay Tuấn Hải ra về với danh nghĩa người yêu, tuy nhiên cô nàng đồng ý cho đối phương và cũng cho mình một cơ hội. Kết quả, Tuấn Hải là chàng trai đầu tiên đã thành công đưa được người con gái mình thương ra về tại tỏ tình hoàn mỹ.